chào quý vị và các bạn, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Niềm tin Hàn Việt. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Gian hàng chuẩn hội nhập tại phiên chợ xanh tử tế thu hút người tiêu dùng. BSA tập huấn cho các chủ dự án vào bán kết cuộc thi khởi nghiệp năm 2020. Doanh nghiệp Việt tìm đường qua Úc. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển thị trường châu Âu. Tại phiên chợ xanh tử tế tuần qua, các sản phẩm của hai doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập lần đầu ra mắt người tiêu dùng. Ngay từ khi nhân viên bán hàng còn đang trưng bày hàng hóa, một số khách hàng đã tìm hiểu về các loại sản phẩm. Vĩnh Thanh Đạt đem đến gần 20 sản phẩm trứng các loại, trong đó có nhiều sản phẩm mới như trứng gà ác tiềm, trứng vịt bắc thảo, trứng vịt muối ăn liền, trứng gà sông khói, trứng gà lòng đào. Một số người tiêu dùng băn khoăn về những sản phẩm mới, nhưng khi dùng thử họ sẵn sàng mua về gia đình. Trong đó loại trứng cút phá nấu vì là trứng ăn liền, tiện lợi nên khách hàng mua nhiều nhất. Còn tại khu vực bán hàng của công ty Sài Gòn Food, khách ghé gian hàng đa phần hỏi mua cháo cho người lớn tuổi trong gia đình. Hương vị này cũng mang đến chương trình khuyến mãi. Khi mua sản phẩm được tặng thêm gói cháo. Bên cạnh đó, nhân viên bán hàng cũng thường xuyên mời khách hàng dùng thử một số sản phẩm như cháo cá hồi, cải bó xôi. Và nhiều người sau khi dùng thử đã mua sản phẩm. Trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, Sài Gòn Food bán được gần 100 đơn vị sản phẩm. Trong đó cháo bổ dưỡng và cháo baby được khách quan tâm nhiều nhất vì nhanh, gọn, tiện lợi và hàng sử dụng được để lâu. Tại phiên chợ xanh tử tế, dự án hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập để nhiều tờ thông tin giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chứng nhận này cũng như các doanh nghiệp tham gia chương trình. Bắt đầu từ phiên chợ xanh tử tế ngày 5-6 tháng 9 trở đi, hàng tuần sẽ có những gian hàng dành cho các doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập nhằm quảng bá, giới thiệu, tiếp thị các sản phẩm của các doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập đến gần gũi hơn với người tiêu dùng. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 tại Phú Yên, trung tâm BSA tổ chức tập huấn cho các thí sinh khu vực miền Trung Tây Nguyên lọt vào vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn 2020. Đây là cuộc thi thường niên do BSA phối hợp Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn tổ chức. Sau 2 tháng phát động và triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 346 hồ sơ dự thi đến từ 56 tỉnh thành. Qua sơ khảo, ban tổ chức chọn được 112 dự án đại diện cho 48 tỉnh thành vào thi vòng bán kết. Các chủ đề tập huấn lần lượt gồm phương pháp bảo quản và phát triển sản phẩm, áp dụng tiêu chuẩn trong nông nghiệp, đổi mới dự án kinh doanh cho sản phẩm khởi nghiệp, marketing thời kỳ mới và thấu hiểu khách hàng 4.0. Sau Phú Yên, ngày 13 tháng 9 tới tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, ban tổ chức cuộc thi tiếp tục tập huấn cho 60 dự án lọt vào vòng bán kết khu vực phía Nam. Trước đó, từ ngày 6 đến 7 tháng 9, các dự án khu vực phía Bắc cũng đã được tập huấn về cách trình bày bài thi trước ban giám khảo, nhà đầu tư tại vòng bán kết. Sau khi tham gia tập huấn, các thí sinh sẽ có thời gian để chỉnh sửa, hoàn thiện dự án. Vòng bán kết cuộc thi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại 3 địa phương là Thái Nguyên, Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh. Sau vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 30 dự án xuất sắc vào vòng chung kết. Quý vị và các bạn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay muốn xuất khẩu vào các thị trường khó tính trên thế giới hay trong khu vực, nhưng việc doanh nghiệp tự tìm kiếm, tự làm sẽ rất khó khăn. Chưa kể hiện nay giữa lúc dịch bệnh COVID-19, việc này càng khó thực hiện hơn. Hiểu được những khó khăn này, vừa qua Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao đã tổ chức một chương trình kết nối cho gần 20 doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam là những doanh nghiệp đã đạt chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng Cao chuẩn hội nhập để đưa họ vào thị trường Úc, một thị trường nhiều tiềm năng cho doanh nghiệp Việt. Đây là một trong những doanh nghiệp đạt nhiều chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế. Trong những năm qua, đơn vị này liên tục dự những hội chợ quốc tế để quảng bá sản phẩm của mình, tìm kiếm thị trường ở khắp các châu lục. Với lợi thế cây trái nhiệt đới trong nước dồi dào, doanh nghiệp đã chế biến thành những sản phẩm đặc sắc, có giá trị gia tăng cao, tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Trong xu hướng phát triển, doanh nghiệp luôn muốn đưa sản phẩm đến những thị trường tiềm năng để phục vụ người Việt cũng như khách hàng sở tại. Trong đó, Úc là một thị trường nằm trong các nước thuộc Hiệp hội Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, một thị trường quan trọng mà họ nhắm tới.
Vừa qua, đại diện doanh nghiệp đã bắt đầu xúc tiến vào thị trường Úc trong một sự kiện mà Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức. Đó là buổi kết nối trực tuyến theo hình thức B2B giữa các doanh nghiệp trong Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao với hai đối tác từ Úc là Osviet Food và Tê Hành Food. Tại đây, những người làm mảng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp đã tận dụng khoảng thời gian gần 30 phút để giới thiệu về sản phẩm, đặc tính, khả năng cung ứng, các tiêu chuẩn đạt được với đối tác Úc, và cuộc kết nối này đã bắt đầu có những tín hiệu khả quan cho doanh nghiệp Việt. Vinamix cũng hy vọng là mong muốn là đưa cái sản phẩm của Vinamix giới thiệu đến thị trường bên Úc để có thể người dân bên Úc cũng như kiều bào của mình cũng như là mọi người trên ở tại thị trường Úc có thể biết đến cái sản phẩm nhiều Vinamix nhiều hơn. Họ khen là bao bì của Vinamix là rất là bắt mắt này. Dòng sản phẩm thì đa dạng và đặc biệt nữa là các sản phẩm của Vinamix là thiên về tự nhiên, hoàn toàn là tốt cho sức khỏe, không có chất bảo quản, không phụ gia, không có đường, đánh vào được cái tâm lý và cái nhu cầu của người tiêu dùng ở thị trường Úc hiện tại. Rất là vui là sau khi mà được xem và nhìn thấy các dòng sản phẩm của Vinamix thì khách hàng rất là quan tâm và có yêu cầu chúng tôi là gửi những hàng mẫu qua bên đó. Không riêng Vinamix, một đơn vị khác là công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex. Với những dòng sản phẩm về tiêu Việt Nam, đơn vị này đã xây dựng nhà máy sản xuất đạt chuẩn BRC và có vùng trồng đạt chất lượng quốc tế, cũng muốn vào thị trường Úc để mở rộng mạng lưới kinh doanh. Doanh nghiệp này với nhiều dòng sản phẩm như tiêu đen, tiêu trắng, được đóng trong chai tiện dụng và có nắp xay hoặc dạng tiêu đã xay, phù hợp với nhiều thị trường, thị hiếu của nhiều người tiêu dùng. Tại buổi kết nối, đối tác Úc đánh giá cao về những chứng nhận mà doanh nghiệp đạt được và gợi ý những bước phát triển khác cho doanh nghiệp tại thị trường này. Úc cũng là một trong những thị trường tiềm năng mà công ty đang định hướng phát triển và muốn đẩy mạnh các cái dòng sản phẩm của bên tôi sang thị trường Úc. Được hội tạo một cái điều kiện để bên tôi có thể kết nối với lại thị trường Úc cũng như công ty Tê Hành Food, thì nhân dịp cái cơ hội này giới thiệu các cái sản phẩm và sâu được cái thế mạnh của công ty, mở đường cho công ty có thể phát triển và kết nối cũng như là hợp tác dài lâu hơn so với đối với các cái công ty ở Úc. Trong khi đó, chị Lê Thị Thúy Hằng đến từ công ty Bảy Hồng Hạnh lại giới thiệu đến các đối tác Úc nhiều loại sản phẩm nước mắm với các loại bao bì và độ đạm khác nhau. Theo đại diện doanh nghiệp, Úc là thị trường có nhiều người Việt Nam sinh sống, làm việc nên đây là cơ hội tốt để đưa hàng vào thị trường này. Đối tác bên Úc đánh giá sản phẩm nước mắm truyền thống là một cái sản phẩm rất là đặc biệt và cũng được rất là thị trường người tiêu dùng Úc quan tâm, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Riêng về cái sản phẩm nước mắm Bảy Hồng Hạnh là sản phẩm có lịch sử lâu đời và cũng có chất lượng và cũng có uy tín trong thị trường hiện nay, nên bên thị trường Úc và các đối tác cũng là đang rất quan tâm tới cái hàng này của Việt Nam. Khi mà được kết nối với nhà cung cấp ở nước ngoài thì Bảy Hồng Hạnh cũng tự cảm thấy là mình cái việc mà đảm bảo chất lượng sản phẩm rất là quan trọng khi mà mình đưa ra thị trường quốc tế. Các đối tác của tại Úc thì cũng có trao đổi và định hướng cho các doanh nghiệp Việt Nam hướng phát triển và cái việc mà duy trì chất lượng của sản phẩm rất là quan trọng. Ngoài những đơn vị trên, tham gia buổi kết nối B2B có nhiều doanh nghiệp thực phẩm khác. Theo quy trình kết nối, mỗi doanh nghiệp có hơn 20 phút chào hàng và trao đổi thông tin về tất cả những gì liên quan đến sản phẩm, tiêu chuẩn, xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị kỹ các bài trình bày để giới thiệu với đối tác. Có doanh nghiệp lại tập trung nhiều vào phần giới thiệu những ưu điểm của sản phẩm. Các doanh nghiệp đến đấy đều có các thế mạnh, đều có các cái mặt hàng thị trường Úc cũng rất cần thiết. Mặt hàng chẳng hạn đấy, các nước mắm truyền thống, đường phèn, mì tôm, bánh gạo. Lâu nay mặt hàng bánh gạo thì của Hàn Quốc có sự gặp gỡ, rồi có sự giao lưu, có sự bàn bạc giữa hai doanh nghiệp với nhau, thì điều đó nó làm cho cái hàng hóa mình nó dễ vào và dễ dàng xuất khẩu hơn. Cái buổi của hàng Việt Nam chất lượng cao lại là thay đổi cho các cái suy nghĩ của mọi người và hiểu được giữa các người hiểu nhau, giữa các doanh nghiệp hiểu nhau. Cái thời gian thời lượng tại đây thì không nhiều, nhưng chúng tôi sẽ có các cái buổi làm việc riêng khi đã biết được, nắm bắt được thông tin của từng đơn vị. Tới đây, ngoài thị trường Úc, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao dự tính sẽ tổ chức tiếp những buổi kết nối trực tuyến theo hình thức B2B trên với các nhà mua hàng, nhà phân phối ở các thị trường châu Âu, Canada, Mỹ theo cách làm trực tuyến để phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói hình thức kết nối trực tuyến B2B như Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao vừa tổ chức sẽ góp phần nào giúp cho doanh nghiệp Việt có thể kết nối vào thị trường thế giới giữa lúc tình hình khó khăn như hiện nay. Và hy vọng rằng tới đây từ những cuộc kết nối như thế này sẽ có những doanh nghiệp Việt vào được các thị trường mà họ mong muốn. Và đó là cách để đưa hàng Việt đạt tiêu chuẩn chất lượng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là giai đoạn do dịch bệnh COVID-19, thì việc một số công ty mới khởi nghiệp thành công trong việc xuất khẩu sang thị trường Mỹ hay châu Âu lại là câu chuyện khá hiếm và thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Không chỉ tận dụng triệt để các cơ hội, những doanh nghiệp trẻ này còn làm tốt công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng, đặc biệt là đảm bảo tính minh bạch đối với đối tác, các thông tin cần thiết về nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung này ngay bây giờ. Kể từ khi giành ngôi vị quán quân cuộc thi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn 2019, bột rau sấy lạnh của công ty Thiên Nhiên Việt do bạn Nguyễn Ngọc Hương làm chủ đã có những bước tiến đáng kể. Năm 2020, không chỉ đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng trong nước bình chọn, thương hiệu bột rau sấy lạnh dần khẳng định được vị thế ở thị trường quốc tế. Cụ thể, hồi tháng 6, đơn vị này có chuyến hàng với gần 20.000 sản phẩm bột rau Orama xuất khẩu sang Hà Lan, khiến cộng đồng khởi nghiệp ngưỡng mộ. Trước đó, vào tháng 11 năm 2019, đơn hàng đầu tiên đến xứ sở hoa tulip cũng đạt hơn 10.000 sản phẩm. Đối tác xuất khẩu của Orama đã có 30 năm kinh nghiệm phân phối ở Hà Lan, nay họ tiếp tục phân phối ở cả 28 nước châu Âu, tức các loại nông sản bình dân của Việt Nam như bột rau má, tía tô, diếp cá, chùm ngay, lá sen và trà xanh cần tây, giờ đây có thể chinh phục được trời Âu. Hiện nay đều đặn mỗi tháng khoảng 500kg bột rau sấy lạnh các loại được đơn vị này đưa sang thị trường Ấn Độ và Hàn Quốc. Để có thể xuất khẩu bột rau sấy lạnh sang châu Âu, startup của cô đã mất 4 năm chuẩn bị từ vùng trồng, công suất sản xuất, các loại giấy chứng nhận, bao bì sản phẩm, v.v. Tôi không ngờ là một cái ngày là rau má của Việt Nam lại đi qua thị trường châu Âu là quốc gia xuất khẩu chính ngạch đầu tiên. Hà Lan là tôi nghĩ là sẽ đi một cái quốc gia Hà Lan thôi, nhưng mà đến giờ này thì họ bảo là họ phân phối cho 28 nước châu Âu, thì coi như là rau má Việt Nam đã phủ khắp châu Âu rồi. Họ thấy cái sản phẩm chất lượng, cái doanh nghiệp uy tín và có một cái sự win-win trong hợp tác, thì những cái đơn hàng sau cứ như vậy pass về, mình có được một cái mối quan hệ rất là bền vững. Gần đây, doanh nghiệp trẻ này cũng vừa xuất thành công 5.000 sản phẩm theo dạng gia công vào thị trường Mỹ. Mới nhất, trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương trực tuyến với nhà phân phối ở Úc do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao tổ chức, các sản phẩm bột rau sấy lạnh bước đầu đã đạt được kết quả rất khả quan. Một doanh nghiệp khởi nghiệp khác cũng được đánh giá cao khi chinh phục thị trường châu Âu là công ty Jazz Huê của bạn Lê Thị Kim Hằng. Được thành lập vào năm 2017 với sản phẩm chủ lực là gia vị nấu bún bò. Ban đầu doanh nghiệp trẻ này gặp không ít khó khăn trong hành trình tìm thị trường, nhất là khu vực nội địa. Tuy nhiên, hành trình xuất ngoại của Jazz Huê đã khá thuận lợi. Hiện nay họ đã xuất khẩu chính ngạch sản phẩm của mình đến các quốc gia như Anh, Úc, Canada và thâm nhập cả thị trường Mỹ. Gia vị bún bò Huế của Việt Nam đã xuất hiện tại các bang như California, Washington, New York. Không chỉ phân phối chính ngạch đưa vào các hệ thống bán lẻ tại châu Âu, Mỹ, sản phẩm của Jazz Huê còn tận dụng tốt cơ hội trên các trang thương mại điện tử lớn như Amazon và eBay, Lazada, Sendo, Shopee. Có thể thấy, doanh nghiệp này đang từng bước thực hiện giấc mơ mang thương hiệu bún bò Huế đến với nhiều người trên thế giới, nhất là những người Việt xa xứ. Vừa qua thì Jazz Huế cũng đã xâm nhập được vào thị trường London, Anh, Australia và Canada. Đối tượng khách hàng chủ yếu của Jazz Huế tại các thị trường đó là người Việt Nam và những cái nhà phân phối và những nhà hàng tại đó. Khi nhận được những cái lời đề nghị và quan tâm của khách hàng về sản phẩm thì bọn em đã follow và chăm sóc khách hàng. Không những chỉ là một lần mà gửi mẫu cho khách rất nhiều lần để cho họ test đi test lại và sau đó họ đồng ý nhập hàng. Theo chia sẻ của chủ doanh nghiệp, kinh nghiệm tìm được đơn hàng xuất khẩu là tích cực tham gia các triển lãm, hội chợ, giới thiệu và quảng bá sản phẩm.
tăng mức độ nhận biết sản phẩm qua các kênh truyền thông, đa dạng hóa kênh bán hàng để sản phẩm dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng. Và nhất là phải liên tục cải tiến chất lượng, mẫu mã để đưa ra những sản phẩm phù hợp với xu hướng của người tiêu dùng. Tiêu chuẩn tối thiểu nhất là HACCP. Ở Yes Huế thì có tiêu chuẩn cao hơn, đó là ISO 22000. Thì để mà có vào được các thị trường đó thì mỗi thị trường họ yêu cầu thêm một số tiêu chuẩn nữa thì mình sẽ đáp ứng sau đó. Nhưng cái cơ bản nhất là về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm là mình phải có. Trước khi mà mở nhà máy thì bọn em đã tìm hiểu về cái tiêu chuẩn này, và khi mình set up cái nhà máy của mình á, thì đã mời các đơn vị tư vấn và cấp chứng nhận về để làm. Thì mình nghĩ là các bạn khởi nghiệp cũng nên có một cái sự chuẩn bị tốt ngay từ đầu. Nếu mà chúng ta không có những cái điều kiện chúng ta đi xa qua những cái hội sự kiện quốc tế á, thì chúng ta quan sát xung quanh thị trường nội địa. Chính những cái thị trường nội địa có khách hàng này thì họ sẽ là người giới thiệu cho chúng ta đi xa. Đó là cái câu chuyện rau má mà tôi đang làm. Mình có cái thị trường khách mà bên nước ngoài họ quan tâm á, thì bắt đầu mình tìm hiểu cái nhà nhập khẩu đó, họ đang phân phối cái gì, có cái sản phẩm Việt của mình ở đó hay không. Và có cái sản phẩm gì mới mình có thể chào họ và mình nghĩ là nó có khả thi, có tiềm năng. Thì từ đó là mình sẽ quyết định mình chọn, mình làm cái sản phẩm. Và khi mình đã làm rồi á, thì chúng ta hãy làm thật là tốt. Cái kinh nghiệm của tôi là tôi dựa theo những cái chỉ tiêu thế giới á, tôi làm cái sản phẩm bột của mình. Một kinh nghiệm, khi có được mối liên kết với các đối tác châu Âu hay các quốc gia khác, doanh nghiệp cần đảm bảo và minh bạch với đối tác về các thông tin cần thiết, nhất là chất lượng hàng hóa, nguồn gốc phải rõ ràng, đầy đủ chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất. Quá trình xuất khẩu hàng hóa, hai bên cần chia sẻ rõ ràng, song phẳng về những chi phí phát sinh liên quan đến vận chuyển, logistics, hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu pháp lý quan trọng của đối tác, đặc biệt là phải luôn đảm bảo đủ nguồn lực để có đủ hàng khi đối tác yêu cầu. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trẻ đã nhìn nhận ra thị trường tiềm năng ở châu Âu, nhất là khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Hàng hóa xuất sang thị trường này sẽ được hưởng nhiều ưu đãi. Các doanh nghiệp đã và đang tìm kiếm kết nối để tìm đầu ra cho đứa con của mình. Thực trạng sử dụng phân sạch, phân trùng tại thị trường châu Âu, theo cá nhân tôi đánh giá đang rất là tiềm năng và cái nhu cầu đang rất là lớn. Được người dân ở châu Âu và những nông dân ở đây xem là loại phân cao cấp để phục vụ cho việc trồng rau sạch, canh tác sạch. Một số thông tin của anh em nuôi trồng, bạn bè của tôi ở hai quốc gia chủ đạo nuôi trồng quy mô lớn đó là Italia và Thổ Nhĩ Kỳ, họ cũng đánh giá là thực sự cái nhu cầu cung không đủ, nên họ cũng đang rất là mong muốn tìm một cái nguồn hàng đảm bảo chất lượng và đáp ứng những cái tiêu chuẩn khắt khe về nông nghiệp của châu Âu để có thể nhập vào. Chúng tôi hy vọng rằng đối với yếu tố khách quan thì trong thời gian tới sẽ có nhiều cơ quan, đơn vị chức năng cũng như là được nhà nước hỗ trợ quan tâm nhiều hơn. Bây giờ chúng ta đi thì chúng ta hãy đi một cái mới, và chúng ta phải đi một cái chất lượng đẳng cấp quốc tế. Làm sao á là chúng ta có thể tạo ra những cái sản phẩm chất lượng, những sản phẩm an toàn với người tiêu dùng, và những cái sản phẩm không chỉ mà đáp ứng được thị trường trong nước mà còn được cả thế giới công nhận nữa. Mọi người cần phải chuẩn bị đó là làm sao để chúng ta có thể tăng quy mô khi mà khách hàng người ta thấy cái sản phẩm mình tốt và người ta quay lại với cái đơn hàng nó nhiều hơn trước. Có thể nói rằng thành công của một số đơn vị khởi nghiệp kể trên khi đưa hàng hóa ra thế giới xuất phát từ việc kiên trì làm tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm, quy trình sản xuất minh bạch cùng với việc nắm bắt cơ hội kịp lúc. Mong rằng tới đây sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đưa sản phẩm thuần Việt ra thị trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Niềm tin Hàn Việt cũng đã khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Niềm tin Hàn Việt tuần tới.